cô trợ lý xinh đẹp là nội dung câu chuyện hôm nay. Phần một nội dung có hay và hấp dẫn không? Vậy xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện. Dung vứt túi sách vào một góc rồi thả người tự do trên chiếc nệm êm ái. Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Và một ngày nữa cô trở về nhà trong cơn say mềm. Bia rượu với cô giờ đây không còn là nỗi ghê sợ nữa khi mà mỗi ngày cô đều phải tiếp xúc với nó. Nhưng dù sao cuộc sống của cô hiện tại cũng thoải mái hơn rất nhiều một căn phòng đầy đủ tiện nghi tiền bạc cũng thoải mái không chỉ đủ chi tiêu mà còn gửi về cho ba mẹ và đặc biệt là cô con gái bé nhỏ mà cô yêu thương nhất đang sống ở quê cô chụp lấy điện thoại lúc nãy có tin nhắn của phúc nhưng vì bận tiếp khách nên cô không tiện trả lời em về nhà rồi chúc anh ngủ ngon dung cố gắng bấm tin nhắn cho dù đôi mắt của cô không thể mở nổi Phúc là người mà Dung quen được trong một lần cô vô tình bấm vào mục tìm quanh đây trong Zalo. Lúc đó cô cũng rất mệt mỏi kèm theo bực bội vì mỗi ngày có vài chục người vào làm quen. Ừ, thì lúc đầu cô cũng lịch sự trả lời. Nhưng rồi sau đó thì lơ dần. Có những người vào nói chuyện khiếm nhã, chỉ nói chuyện qua loa rồi hẹn gặp mặt hoặc đề cập đến vấn đề chuyện giường chiếu. Ngay lập tức cô phải chặn tất cả các tin nhắn để được bình yên nhưng riêng phúc thì luôn dành cho cô sự quan tâm nhẹ nhàng anh nói chuyện lịch sự đàng hoàng cả hai có thể tâm sự về cuộc sống của nhau mỗi ngày dung biết phúc cũng đã ly hôn nhưng trong suốt thời gian ấy anh không có đề nghị gặp mặt hay đặt vấn đề tình cảm gì họ chỉ tâm sự với nhau như những người bạn thân thiết chỉ có một điều duy nhất dung không nói với phúc là cô đã thay đổi công việc đến giờ anh vẫn nghĩ cô là công nhân như ngày cả hai mới quen nhau như hôm nay, Dung vẫn nhắn tin nói với anh cô tăng ca ở công ty nên không có nhiều thời gian trò chuyện với anh. Nằm nghỉ một lúc, Dung đứng dậy chút hết quần áo rồi cô bước vào xả nước bồn tắm. Đây là thói quen của Dung, dù mệt mỏi thế nào cô cũng phải tắm rồi mới ngủ. Cô muốn mình lúc nào cũng phải sạch sẽ, thơm tho. Ngã người tựa đầu vào thành bồn tắm. Dung lim dim đôi mắt tận hưởng dòng nước ấm nóng đang mát xa cho mình, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô đưa tay vốt ve mái tóc rồi đến đôi má của mình làn da cô tuy không được trắng trẻo như những hot girl người mẫu nhưng được cái lúc nào cũng mịn màng không tì vết mặc dù cô không thích sử dụng kem phấn mỗi khi đi ra ngoài cô chỉ cần dùng một ít son môi để điểm tô cho khuôn mặt của mình bờ môi ấy chỉ đủ che đậy hai hàm răng trắng đều chỉ cần người đàn ông nào tình cờ nhìn thấy bờ môi ấy hé nở nụ cười là bị lạc đường giữa những ngọn núi tuyết trắng đều thẳng tắp ngoài làn da mịn màng điểm thu hút ánh nhìn của mọi người đàn ông dồn về phía dung chính là vòng một tràn nhựa sống mỗi khi cô mặc áo hai dây hay loại áo xẻ cổ sâu một chút thì bất cứ người đàn ông nào cũng phải động lòng cô đúng là kiểu người tuy bạn không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn đúng là chiều cao của dung hơi khiêm tốn thật nếu không thì cô đã là một siêu mẫu rồi dung đưa tay tự đùa trong làn nước ấm cô bắt đầu hồi tưởng về cuộc đời mình không ngờ chính bản thân cô lại thay đổi như thế không biết còn sóng gió nào nữa không nhưng hiện tại lo đủ cho bản thân cho gia đình và con gái thì cô cũng yên tâm rồi dung sinh ra ở một vùng quê nghèo gia đình cô cũng rất nghèo vì vậy khi vừa học xong lớp 12, cô phải bỏ ước mơ vào đại học cô phải làm lụng vất vả để phụ giúp cha mẹ rồi cô lọt vào mắt xanh của một chàng trai gia đình khá giả ba mẹ dung đồng ý ngay khi gia đình bên ấy sang hỏi cưới thế là dung trở thành cô dâu khi bạn bè cùng lứa vẫn còn tiếp tục con đường học hành chồng dung hết mực thương yêu và chiều chuộng cô cứ ngỡ cuộc đời dung sẽ sang trang mới sẽ bớt khó khăn nhọc nhằn hơn nhưng biến cố đã xảy ra sau khi dung sinh được một bé gái chồng cô cũng bắt đầu làm ăn xa suốt hết thất bại này đến thất bại khác tài sản trong nhà cũng theo nhau đội nón mà đi anh bắt đầu chìm trong những cơn say hết rượu chè rồi hàng cấm không hôm nào anh về nhà trong tình trạng tỉnh táo lúc đó dung chính là nơi để anh trút bỏ những tức giận hay những cơn say của thuốc những trận đòn roi liên tiếp làm làn da mỏng manh mỗi ngày hẳn sâu thêm nhiều vết thương cô chỉ biết ôm con vào lòng mà cắn răng chịu đựng ngày qua ngày cô càng tiều tụy rách dưới có hôm cô chạy về nhà mẹ mà trên người vẫn còn những vết thương cuộc sống với dung giống như địa ngục nhiều lúc cô ôm con ra bờ sông muốn gieo mình xuống dòng nước để kết thúc cuộc đời nhưng nhìn con thơ nhỏ dại ánh mắt ngây thơ như muốn cầu xin cô điều gì cô lại cắn răng cố sống để nuôi dạy đứa con trẻ dại này được lời khuyên của chính cha mẹ chồng và người thân dung quyết định ly hôn chấm dứt những ngày tháng đọa đày cô gửi con gái cho ông bà ngoại nuôi một mình đi thẳng ra bình dương tìm việc làm để trang trải cuộc sống những ngày làm công nhân cũng vất vả với dung làm quần quật cả ngày, rồi tăng ca đến tối mịt mới về phòng trọ, làm được bao nhiêu cô gom góp gửi về cho ông bà ngoại nuôi con gái. Dù khó khăn mấy, cô cũng cam chịu. Thoát được những ngày tăm tối đọa đầy ấy đã là may mắn với cô rồi. Thời gian này, Dung được rất nhiều nam công nhân đeo đuổi, tán tỉnh. Thậm chí nhiều anh chàng cán bộ quản lý của nhà máy cũng không khỏi mong muốn có được cô. Tuy nhiên, trái tim ấy đã nguội lạnh. Muôn vàn cố gắng kia cũng chỉ là vô nghĩa cuộc sống cứ thế êm đềm trôi được khoảng ba năm trong dịp về quê ăn tết dung tình cờ gặp lại một người đã làm thay đổi cuộc đời cô thêm lần nữa đây là nghĩa con của bác năm ở bên cạnh nhà mình ngày nó đi sài gòn may con nhỏ xíu chắc không nhớ đâu hả theo lời giới thiệu của mẹ dung nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước mặt trong tâm trí dung vẫn nhớ về nghĩa đó là một ông anh ốm nhom người thì đen thui tay chân đầy sẹo vì hay đi phá phách làng xóm nhưng được cái là ông anh này rất thương con bé Dung, có gì ngon cũng đem cho Dung ăn, có đồ chơi mới cũng ưu tiên cho Dung. Nhưng đứng trước mắt Dung hiện tại là một người đàn ông lịch sự, ăn mặc bảnh bao, trông rất phong độ, không phải cậu nhóc quê mùa như xưa. Nhìn gì dữ vậy? Mày không nhớ anh à? Dung giật mình khi nghe người ấy nói chuyện với mình. Cô ngập ngừng, dạ, nhớ chứ. Nhưng mà giờ nhìn anh khác quá nên em không nhận ra. Ý mày chê anh già phải không? Không phải già, mà đẹp trai phong độ hơn xưa. Dân Sài Gòn có khác. Nghĩa đưa hai ngón tay định cú đầu dung, ha ha. Đừng có thả thí nhé. Mày không có cửa đâu cưng. Cả nhà cười vui vẻ khi hai anh em trêu đùa nhau. Cái Tết ấy cũng rộn ràng hơn với gia đình Dung. Vợ chồng Nghĩa thường xuyên qua lại bày tiệc này tiệc nọ, con lì xì cho con gái Dung khá nhiều tiền. Trước ngày trở lại Sài Gòn, bất ngờ nghĩa gọi dung ra nói chuyện riêng. Anh biết hết hoàn cảnh của em rồi. Nếu khó khăn quá thì hãy vào Sài Gòn. Anh sắp xếp công việc cho đừng làm công nhân nữa. Cực khổ mà không đủ tiền nuôi con. Công việc gì anh? Em không có trình độ chuyên môn gì hết. Ánh mắt dung lộ vẻ buồn bã. Không có gì phải lo, mọi chuyện để anh tính. Em chỉ cần năng động một chút là được. Con trẻ mà u sầu hoài. Nói rồi nghĩa đưa cho dung danh thiếp của mình em cứ suy nghĩ rồi gọi cho anh. Mà bắt buộc phải gọi đấy nhé. Sau mấy ngày suy nghĩ, Dung quyết định thử vận mình xem có thể thay đổi số phận được không. Thế là cô xin nghỉ việc ở Bình Dương, chạy về Sài Gòn tìm Nghĩa. Nghĩa có công ty riêng, chuyên về thu mua đặc sản và nguyên liệu chế biến món ăn các vùng miền khác nhau. Từ rau củ quả, cá nước ngọt, nước mặn cho đến các loại thú nuôi trên rừng hay miền dân dã sau đó các đặc sản này được sơ chế hoặc cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà hàng và quán ăn. Sau khi dắt Dung đi tham quan và giới thiệu quy trình làm việc, Nghĩa lại đưa cô vào văn phòng. Em thấy sao? Công việc của mình là như thế. Em muốn làm vị trí nào? Dung ngập ngừng. Em cũng chưa biết mình phù hợp với vị trí nào nữa. Hay là anh cho em làm gì đó dễ một chút, em học việc từ từ sẽ quen. Vậy em thấy việc nào dễ, phù hợp với em? nghĩa cười. Hay là anh cho em vào làm chung với mấy chị nhặt rau, rửa cá. Mấy việc khác chắc em không làm nổi. Thôi đi cô, tôi mà cho cô làm mấy việc đó, chắc về quê cô đồn tôi chèn ép, bóc lột, không giúp đỡ gì cho cô thì tôi lại mang tiếng ác. Tội cho tôi lắm. Vậy thì em biết làm gì bây giờ? Dung lộ vẻ căng thẳng. Nghĩa xoay cây bút trên đầu hai ngón tay rồi nhìn Dung cười nãy giờ anh đùa với em thôi chứ anh đã tính sẵn cho em một vị trí cho em rồi anh nghĩ là em sẽ làm tốt anh phát hiện em có một tố chất mà nhiều người không có được tố chất gì vậy anh anh không nói được từ từ em sẽ phát hiện ra thôi anh muốn em làm trợ lý cho anh công việc thì anh sẽ từ từ hướng dẫn trời trợ lý à sao em đủ trình độ dung lắp bắp khi nghe nghĩa đưa ra yêu cầu đó có anh ở đây mà em lo gì, để anh huấn luyện em một thời gian thì em dư sức thay anh quản lý chỗ này." Nói rồi Nghĩa cười vang, làm cho Dung thêm hồi hộp, không biết mình có làm nổi hay không, hay là làm được vài tháng không ra gì lại bị cho xuống làm nhân viên bình thường thì xấu hổ với cả công ty. Nhưng dù sao Dung vẫn đặt quyết tâm phải cố gắng hết sức để làm được việc, để khỏi xấu hổ với Nghĩa, với cả gia đình ở quê nữa. "Này, đừng suy nghĩ nữa." Cứ quyết định như vậy đi. Trước mắt là phải ổn định chỗ ở. Nếu em không ngại thì sang nhà ở chung với anh chị. Nhà còn phòng trống, đầy đủ tiện nghi. Thôi, cái này anh cho em từ chối. Để em thuê một phòng nhỏ ở cho thoải mái, khỏi phiền anh chị. Ừ, tùy em. Vậy thì đi theo anh. Anh chờ em đi tìm phòng thuê luôn. Phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Dung vội vàng đứng dậy đi theo nghĩa ra bãi xe. Anh mở cửa chiếc xe Audi sáng bóng cho Dung bước vào. Lần đầu được ngồi trên chiếc xe sang trọng, Dung thích thú vô cùng. Cô bắt đầu có những mơ ước trong lòng, biết đâu đây sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc sống đầy đủ, có nhà cao, xe đẹp. Dung nhìn thấy con người Sài Gòn ai cũng mặc đẹp, ai cũng lịch sự và sang trọng. Nghĩa cho xe chạy vào sân một ngôi nhà cao khoảng 7 tầng có đề bản cho thuê phòng dài hạn. Ngôi nhà rất đẹp và sạch sẽ, có bảo vệ và quầy lễ tân dung khép nét bước sau lưng nghĩa khi anh tiến về phía quầy lễ tân một cô bé tươi cười chào đón hai người dạ chào anh chị ở đây tụi em cho thuê phòng dài hạn anh chị muốn thuê trong bao lâu ạ à? trước mắt anh sẽ thuê một năm rồi sau đó tính tiếp vậy anh chị muốn lấy phòng mấy người cô bé lại tiếp tục nở nụ cười thật tươi một người thôi em dạ em mời anh chị lên xem phòng ạ à. Cô bé bước đến bấm thang máy tầng 5. Dung vẫn khép nép bước phía sau cô bé và Nghĩa. Khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh đèn được bật lên, Dung tròn xoe đôi mắt, há hốc mồm nhìn khắp căn phòng. Nó đẹp quá, sang trọng quá. Đầy đủ tiện nghi nữa. Nào là tivi, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn trang điểm. Giường thì trải nệm thẳng tắp, thơm tho. Bên trong vệ sinh càng sạch sẽ, có cả bồn tắm nằm và đầy đủ đồ dùng cần thiết anh thấy phòng này ổn nè. Em thích không? Dung giật mình quay về với thực tại khi nghe Nghĩa hỏi. Không đợi Dung trả lời, Nghĩa quay sang hỏi cô bé, phòng này giá thế nào em? Dạ, phòng này mỗi tháng 6 triệu, đã bao gồm phí vệ sinh, thang máy, bảo vệ, thang máy, phí sử dụng nước, còn tiền điện mình thanh toán theo đồng hồ nhé anh. Phí vệ sinh là tiền rác hả em? Nghĩa cười cười khi hỏi cô bé. Không, đó là bao gồm cả tiền vệ sinh phòng định kỳ, thay ga gối nệm, giống như mình ở khách sạn vậy đó anh. Ủa? Mình có ở khách sạn với nhau đâu mà anh biết, nghĩa trêu cô bé. Anh quỷ quá. Nói rồi cả hai cùng cười. Chỉ có Dung là lo lắng, bất an. Cô kéo tay nghĩa nói nhỏ. Phòng này giá cao quá anh ơi. Tìm phòng nào bình dân thôi. Em chả không nổi đâu. Anh thấy phòng này ổn rồi, dù sao em cũng là trợ lý của anh cũng là hình ảnh đại diện cho một công ty thì làm sao ở trong những phòng trọ nhếch nhác được tiền nong thì em khỏi lo xem như đây là một phần chế độ công ty dành cho em nói rồi nghĩa quay sang cô bé anh lấy phòng này em làm hợp đồng một năm cho anh nhé dạ em mời anh chị xuống tầng trệt mình ký hợp đồng cô bé đưa ra hai bản hợp đồng đã được đánh máy sẵn chỉ còn để chống tên người thuê Nghĩa đọc xong rồi đưa cho Dung. Anh thấy cũng ổn rồi. Em xem có vấn đề gì không, nếu không thì ký tên đi. Ủa, em ký hả? Em ở thì em ký chứ anh ký làm gì? Nói rồi Nghĩa quay sang cô bé, em cho anh số tài khoản để anh thanh toán luôn. Số tài khoản của ông chủ có trong hợp đồng. Anh chuyển khoản rồi thì báo em để em gọi điện xác nhận. Sau vài thao tác trên điện thoại, nghĩa nói với cô bé anh thanh toán một năm rồi đó em kiểm tra giúp anh trong khi cô bé gọi điện cho chủ nhà trọ thì dung hỏi sao anh thanh toán một năm dữ vậy trong hợp đồng ghi chỉ cần trả trước ba tháng được rồi không sao đâu cứ trả trước đi tới lúc đó anh bận không nhớ thì sao lúc này cô bé cũng kiểm tra xong tạ chủ báo tiền qua rồi nhé anh chị có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào sau khi nhận chìa khóa nghĩa tiếp tục đưa dung đến một trung tâm thời trang gần đó em vào chọn đi xem thích bộ nào thì lấy bộ đó một lần nữa dung lại choáng ngợp trước vẻ sang trọng và sự phục vụ của những nhân viên bán hàng ở đây sau khi đi xem giá vài món đồ dung quay lại nói với nghĩa về thôi anh đồ ở đây giá cắt cổ quá em còn đồ nhiều lắm thôi đi cô chẳng lẽ cô mặc đồ công nhân đi làm với tôi à mất mặt tôi quá nói rồi nghĩa vẫy tay gọi cô bé bán hàng đến em dắt chị này đi chọn đồ giúp anh em thấy kiểu nào hợp với dáng chị thì cứ cho chị ấy thử được bao nhiêu anh lấy hết bấy nhiêu anh cứ yên tâm giao chị cho em bảo đảm em sẽ giúp chị lột xác trong vòng một nốt nhạc đây là nghề của em mà đúng là cô bé này giỏi thật mỗi bộ đồ dung thử mặc vào giống như là thiết kế sẵn cho cô vậy rất vừa vặn hợp lý bộ nào cần kín đáo thì kín đáo nhìn cô như một nàng tiểu thư lịch sự bộ nào sẻ sâu thì càng giúp cô khoe thêm thế mạnh với vòng một căng tràn đầy đặn hơn nhiều cô gái khác khi tính tiền nghĩa giấu hóa đơn không cho dung thấy nhưng cô tính nhầm số tiền không dưới 30 triệu đây là số tiền mà cô chưa dám nghĩ sẽ dùng để mua quần áo số tiền quá lớn nó có thể giúp cô làm được rất nhiều việc sau khi cho tất cả quần áo lên xe nghĩa đưa dung về thẳng nhà mình ở đó thi vợ nghĩa đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với nhiều món ăn thịnh soạn sau khi chào hỏi nhau dung quay sang hỏi thi của nhà mình hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều món ngon vậy chị tiệc gì đâu em ông anh nghĩa của em nhắn tin cho chị làm mấy món này để đãi em đó trời ông ơi là ông làm như tôi là cái máy hay sao mà nhai hết cả bàn thế này nghĩa sau khi thay đồ cũng ngồi vào bàn chỉ trỏ lần đầu em ghé nhà phải làm ăn cho đàng hoàng chứ nếu không em lại trách nữa cả ba cùng ngồi vào bàn nói chuyện vui vẻ còn cậu nhóc con trai của nghĩa thì mải mê xem ipad thấy thế dung bắt chuyện với nó chào con con nhớ cô không dạ nhớ cô ở dưới quê thằng bé trả lời mà mắt không rời khỏi màn hình con ạ thi ngắt ngang câu chuyện của dung và thằng bé kệ nó đi em khi nào đói thì nó tự ăn thi đứng dậy lấy bia rót cho từng người nhưng dung vội vàng từ chối anh chị uống đi em không uống được bia thi cười uống cho vui đi em chị cũng uống được vài lon không sao đâu dung đưa mắt nhìn nghĩa anh cũng trả lời giọng nghiêm túc hôm nay bắt buộc em phải uống hết mình để anh kiểm tra đô em tới đâu đây cũng là một phần trong công việc sắp tới của em phải nhậu nhiều hả anh? Dung lo lắng. Cứ uống đi em. Chị chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi, tối nay em cứ ngủ lại đây. Anh chị nói thế thì hôm nay em sẽ chơi tới bến. Chút nữa say, em có quậy thì anh chị đừng có đánh em đó. Cả ba cùng cười vui vẻ, bắt đầu uống bia và thưởng thức những món ăn của thi nấu. Lon đầu thì Dung thấy mát mẻ và ăn khá ngon miệng lon thứ hai thì cô bắt đầu thấy chóng mặt người có cảm giác khó chịu nhưng vẫn tiếp tục uống đến lon thứ năm thì cô mơ màng rồi không còn biết gì nữa thi và nghĩa dìu dung vào phòng đắp chăn cho cô cẩn thận rồi trở ra dọn dẹp nghĩa ghé cửa phòng thấy con trai đã ngủ nên cũng yên tâm trở về phòng tắm rửa thi tắm xong cũng lên giường nằm ôm chồng liệu dung có làm được việc không anh nghĩa bỏ quyển sách xuống bàn bên cạnh rồi nhỏ nhẹ trả lời anh chưa biết nhưng anh tin con bé sẽ làm được dù không được anh vẫn giúp nó trước giờ anh xem nó như em ruột thấy hoàn cảnh nó như vậy chẳng lẽ làm ngơ dạ anh nói cũng phải mình giúp được gì thì giúp chuyện còn lại tùy thuộc vào ý trời nghĩa đưa tay mở đèn ngủ rồi tắt đèn lớn anh quay sang nói với vợ anh muốn thư giãn một chút hiểu ý chồng thì bắt đầu theo ý muốn của chồng chẳng mấy chốc cả hai cùng vui vẻ quấn lấy nhau Sáng hôm sau, Dung thức dậy từ rất sớm. Đầu đau như búa bổ. Cô tự dùng tay xoa bóp chán và sau gáy. Cô thấy dễ chịu hơn phần nào. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại làm cô phát hiện ra nó bị rơi xuống cạnh giường. Đó là thói quen khi còn làm công nhân. Cô phải thức rất sớm để chuẩn bị đi làm. Sau khi tắt chuông, Dung thấy rất nhiều tin nhắn làm quen từ Zalo. Cô chỉ lướt qua mà không cần phải trả lời chỉ đến khi thấy tin nhắn của phúc thì cô mới bấm vào xem tối qua em đi đám cưới nên không trả lời tin nhắn anh được cô vừa gửi trả lời thì ngay lập tức phúc cũng nhắn tin lại vậy chắc là có uống bia nên say luôn phải không đúng rồi em uống không quen nên say sớm thôi em chuẩn bị đi làm chúc anh ngày mới vui vẻ nhé phúc cũng gửi lại biểu tượng cảm xúc cho dung cô xem xong rồi vào phòng tắm hôm nay cô chọn một bộ váy kín đáo màu trắng để đi làm. Đúng là hôm nay nhìn Dung khác hẳn khi diện lên người bộ cánh mới, cô dạng dỡ như một nàng công chúa. Từ anh bảo vệ ngoài cổng cho đến nhân viên ở bên trong, tất cả đều bất ngờ trước sự lột xác của Dung. Mới hôm qua cô còn mộc mà quê mùa, thế mà hôm nay có nhiều thay đổi đến thế. Nghĩa giao cho Dung một số hồ sơ để cô tự nghiên cứu trong khi anh đi kiểm tra công việc khắp công ty. Đang xem sắp giấy với vô vàn con số mà Dung chẳng hiểu gì, bất ngờ điện thoại cô đổ chuông. Đó lại là số lạ, cô suy nghĩ một lúc rồi mới bắt máy. Xin lỗi, phải số của chị Dung không ạ? À? Bên em đến giao xe. Ủa xe gì em? Hôm qua chị có đặt mua một chiếc Vespa. Em đã mang xe đến cổng công ty. Mời chị ra nhận. Có nhầm lẫn gì không em? Chị có đặt mua xe gì đâu, Dung ngạc nhiên. Vậy để em kiểm tra lại nhé. Dung tắt máy chưa được 2 phút thì Nghĩa gọi cho cô. Em ra cổng nhận xe ngay nhé. Chưa kịp trả lời thì Nghĩa đã tắt máy. Cô chạy vội ra cổng, thấy Nghĩa đã đứng đó cùng với chiếc Vespa màu trắng còn mới tinh. Em ký nhận đi, xe này giờ là của em. Vài hôm nữa có giấy tờ xe, họ sẽ mang đến giao. Chiếc này cả trăm triệu, làm sao em mua nổi? Xe cũ em còn chạy được mà nhìn đôi mắt dung như muốn dưng dưng, nghĩa không để cô phải suy nghĩ lâu, xem như tiền này anh cho em vay. Khi nào có thì trả cho anh, còn xe cũ thì bán đi. Phải đi xe này mới hợp với em chứ. Nhìn chiếc xe, Dung rất thích nhưng lại lo lắng, không biết bao giờ mới gom đủ tiền để trả cho Nghĩa. Anh tốt với cô quá, nếu cuộc đời cô thay đổi từ đây, cô sẽ không bao giờ quên ơn anh. Sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng vì chưa quen việc, chiều Dung lại về nhà nhậu với vợ chồng Nghĩa. Hôm nay cô lại uống rất nhiệt tình, một phần vì cô muốn say để có một giấc ngủ ngon, một phần lại rất vui vì những điều mà Nghĩa đã mang đến cho mình. Cuối cùng cô lại say. Đúng như Nghĩa dự đoán, suốt một tuần nạp đều rượu bia như vậy, Dung đã thay đổi hẳn. Cô có thể ngồi chiến đấu gần như ngang ngửa với Nghĩa. Xem như Nghĩa đã có bước đầu thành công trong kế hoạch huấn luyện của mình em kiểm tra lịch xem chiều nay anh có hẹn với ai không dung mở quyển sổ tay của mình ra rồi báo nghĩa chiều nay có một cuộc hẹn ở nhà hàng sao biển em sắp xếp đi với anh nhé nghĩa nói mà mắt vẫn xem sổ sách không nhìn về phía dung dung không nói gì cô cũng không từ chối cô biết mỗi yêu cầu của nghĩa đều khiến cô khó từ chối cô biết đó có thể là một phần trong công việc mọi việc nghĩa sắp xếp đều muốn giúp cô mà thôi chiều đến dung để xe lại công ty cô đi cùng xe với nghĩa đến điểm hẹn nhà hàng sao biển khá sang trọng giờ này thực khách vẫn chưa nhiều vì còn giờ làm việc cô tiết tân dẫn nghĩa và dung vào phòng vip ở đây mấy cô bé khác đang chuẩn bị thức ăn và rượu lên bàn một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bước vào nghĩa đứng dậy bắt tay hai người chào hỏi nhau hết sức vui vẻ quý hóa quá đến hôm nay mới mời được chú nghĩa đến nhà hàng anh đàm đạo em cũng mong gặp anh mãi mà có được đâu em thấy anh bận suốt mà nghĩa đáp lại lời người đàn ông ấy rồi cả hai ngồi vào bàn thế thì hôm nay anh em mình làm một trận lên bờ xuống ruộng nhỉ ngàn năm mới có một dịp mà khà khà cả hai lại cười vui vẻ trong khi cô bé phục vụ rót rượu vào ly cho từng người nghĩa mới quay sang giới thiệu dung giới thiệu với anh đây là dung trợ lý của em sắp tới nhờ anh chiếu cố giúp em người đàn ông lại cười khà khà đưa bàn tay mình ra để bắt tay dung dạo này chú bày đặt có trợ lý nữa à cẩn thận với con gấu ở nhà đấy nhé dung đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay to lớn của vị khách bàn tay cô mát lạnh khiến ông không muốn bỏ ra không có đâu anh em xem bé này như em ruột nên không có ý gì đâu vợ em cũng biết quá rõ mà vậy chúng ta cùng ly nhé chúc mừng buổi hội ngộ của những người anh em cả ba cùng nâng ly uống cạn hết ly này lại đến ly khác hết chai này lại thêm chai khác họ cùng uống cùng thưởng thức đồ ăn ngon và nói chuyện vui vẻ giờ thì dung đã hiểu vì sao nghĩa tập cho cô uống các loại rượu bia nếu không thì chắc giờ này cô đã gục tại bàn rồi chỉ hơn một tháng sau dung đã dần nắm bắt hết công việc từ việc xử lý nội bộ đến việc quan hệ với đối tác bên ngoài cô xử lý công việc rất nhanh chóng nên được lòng khách hàng thậm chí nghĩa còn để cô tự đi dùng tiệc một mình khi có khách hàng mời có khi cô còn chủ động mời khách vì vậy mà hầu như ngày nào cô cũng phải nhậu nghĩa rất yên tâm giao hết cho cô anh chỉ việc đi mở rộng quan hệ tìm kiếm khách hàng mới sau một thời gian không ghé nhà nghĩa nhân một hôm rảnh rỗi không phải đi tiếp khách dung chủ động gọi cho thi hôm nay chị rảnh không chị em mình nấu món gì ăn nhé ok em buổi chiều chị cũng chỉ nấu ăn cho chồng con thôi khi nào em rảnh thì cứ chạy qua chiều dung mang đồ sang nhà thi cả hai cùng vui vẻ chế biến thức ăn thi sắp xếp đồ ăn ra bàn rồi lấy bia ra uống nay anh nghĩa đi đâu rồi chị anh nghĩa đi tiếp khách từ trưa rồi chút nữa sẽ về anh mới nhắn tin cho chị chị em mình cứ ăn uống trước đi hai người phụ nữ cùng nhau nâng ly có lẽ bây giờ tửu lượng của dung đã vượt xa thì mất rồi uống được vài lon thì bất ngờ thi hỏi nhìn em tôi càng lúc càng xinh tươi thế này làm sao các anh chịu nổi có định khi nào tìm tình yêu mới chưa thôi chị ơi em không dám tính trước đâu cứ để mọi chuyện tự nhiên thôi chưa gặp đối tượng nào ưng ý hả em dung cười em toàn gặp mấy ông già bụng phệ ham gái nữa sao mà ưng ý nổi hay để chị giới thiệu cho vài anh cao to đẹp trai tha hồ mà chọn cả hai lại cười vang đúng lúc đó nghĩa cũng về tới hai chị em nói chuyện gì mà vui thế có nói xấu anh không đó dung đứng dậy lấy ly rót bia cho anh rồi nói chứ anh có gì tốt đâu mà nói nẻ thi cũng châm thêm dung nói anh ở ngoài có vợ bé chân dài tới nách nên đâu thèm về nhà này nghĩa cầm ly lên không đốt nhà này được đâu nhé. Anh là người trung tình số một hệ mặt trời này rồi. Cả ba lại uống, đùa dẫn nhau hết câu chuyện này đến chuyện khác. Được một lúc, khi cảm giác vừa đủ, Dung xin phép ra về. Sao không ở lại đây ngủ cho khỏe đi em? Không sao đâu chị. Uống như vậy là vừa đủ. Em về nhà cũng gần mà. Dung đã quyết định về nên nghĩa cũng không cản. Anh ra dắt xe cho Dung rồi khóa cửa nhà cẩn thận. Khi trở vào anh thấy thi vẫn còn ngồi đó mà chưa dọn dẹp. Sao chưa dọn dẹp nữa? Hay là em vào nghỉ ngơi đi, để anh dọn cho. Vợ chồng mình nhậu tiếp đi, thi đưa ly bia cho chồng. Cả hai cùng uống cạn ly, thi bất ngờ quay sang hỏi nghĩa, dung trẻ chung mơn mởn như thế. Chẳng lẽ anh không động lòng sao? Động lòng gì, em say à? Anh chỉ xem nó như em ruột. Làm sao nghĩ gì được? Ai biết được hai người hay cặp kè với nhau lúc có bia rượu vào anh không nổi hứng lên thì sao nổi cái gì nghĩa kéo ghế lại ngồi gần thi thì nổi cái ham gái lên chứ gì thi chỉ nói được đến nó khi chồng cúi xuống đã chạm vào cổ của cô thi nghiêng đầu một chút rồi đẩy mạnh nghĩa ra đứng dậy bỏ đi thôi không dẫn với anh nữa em đi tắm nghĩa cũng đứng dậy đi vào phòng đẩy cửa vào phòng tắm anh đứng ngắm khuôn mặt thi cô vẫn còn rất đẹp làn da trắng dáng cao khuôn mặt đẹp có lẽ thi chỉ thua dung ở vòng một nghĩa bước đến bên thi cô quay mặt lại tìm môi chồng chỉ nụ hôn lại